vào mai. Tương tác của 083 đôi rồi cầm bách lại bước vào quay. Mày cứ chơi, mày cứ nắm khi tao lại giống hồi chuông. Không ai phát đậu nên bây giờ rất việc bỗng nhiên yên ắng ở mọi phương. Cứ tự hào khi mày đang dẫn đầu bãi binh đi phục hận. Nhưng để tao biết là tụi mày vẫn mãi mãi ngày kinh khi phục trận. Giờ đéo lại nói một tiếng sao cứ ở đó giả điên hoài. Trọng trách của si bây giờ là nắm giữ cái tiên bài. Thằng nào muốn chết, tao cho được toàn nguyện. Cả đám mình lét mà đòi về hỏi bước chân vào đại điện. Mày đông ở phương nào chứ đéo đông ở phương tao. Mày được phong bởi vương nào tao cũng đéo khe rồi thì sao. Làm gì tao cắn hội đồng tao hả? Hả? Để rồi tao lôi con đuổi cái mẹ mày ra tao nã. Nã mấy thằng nghịch chủng còn không mong mong dần dịp tránh được cho bố đi. Tuyên bố mày biết bắt đầu từ bây giờ mới đúng là thời đại của G. Ê và đây là 083, tụi tao đã tới còn không tránh ra cho chi. Bước lên ngồi này mày ngước lên coi, cẩn thận lời lẽ trên môi tao đạp chết mẹ ở đó mà vinh môi. Sáng năm nhạc giữa tao và mày không thể nào tương đồng. Nhạc tao cứ nào hoàn hảo, nhạc mày sai lệch cái tông đường. Mày ôm gói nằm trong giường ấm mức khóc là thông thường. Tao thông đường cho suy thống trị khỏi cần mày trong nhà. Tụi mày hút 083, anh em của tao vẫn đây thể hiện đẳng cấp và đưa sao ra đi. Nhưng mà hãy lũ chó của tụi mày ganh ghét, mang bài rượu ra tụi tao đã khác tên. Mày chắc tụi tao cũng diễn ông cù đi mẹ mày đừng có trọng phá cộng đá. Tao phải thẳng vào bản mặt mày để xem cục lá của tao nó cứng hay là bản mặt mày dày. Đây ghét tao mày muốn kiếm tao xin mời mày bước qua đây 083. Khỏi cần mày cãi qua đây thì biết chứ đừng đứng ngoài mà la nha. 083 là đây, ngôi vị cao nhất là của tụi tao nên sao có thể về đây. Chó hù mày bao vây, tao địch một phát là bài ngay. Thiên thần của chó, chắc mày cũng có cây cây. 803 bằng 10 là do anh điên sản. Xàm để cho người ta cười hay là do anh đen xỉn. Còn những thằng con chó nào chơi hay mặt thì làm ông biến dùm. Nó để tao mà biết thì coi chừng ba má nó sẽ chết chùm. Thì nghe tao khỏi bao bọc qua tao dần dần lột xác. Ngày một khác tụi mày cứ bác cái mic chỉ để âm cây cột nát. Quy lực tự nhiên nhờ 083 tiến lên phía trước và dẫn đầu. Một thế kỷ mới tốt đẹp dẹp hết hay đạp ép xếp đang khẩn cầu. Và si để lên công chuyện thì tao sẽ đứng làm người giữ thành cử hành. Đại lễ đăng cơ thằng nào xâm phạm sẽ tử nhanh. Đừng cố gắng ghét lại tại vì sao vẫn mãi không bằng tụi tao. Vì âm nhạc của tụi tao vẫn đậm chất underground. Mày nhổn làm, tao đã ra khỏi bề mặt trái. Đất tụi tao là ai, chính xác luôn là mặt trái. Đất mà tao nhắc thì nhột, điểm không cảm giác vì vô. Mày cứ thích khoe khoang nhưng bên trong chắc gì tốt. Nhưng đừng vào tụi tao, chắc chắn mày không xong. 083 không phải là chỗ cho mày trông. Mong tao không cần coi về lịch sử, cũng tặng mày khung gỗ. Cứ việc đóng kịch thử, với tụi mày sẽ được nằm chung chỗ. Tụi mày trong biến phù hợp cho dù có khác cái giọng. Tôi với tụi tao thì các gì tự sát dù mày rap rác cái họng. Vẫn không thể sát cái mông, tụi mày là sát cái mông. Tụi tao tàn ác phải không, việc rap lắm rác lại đông. Tôi biết đang làm lạc hay không hay vẫn từ gạt nhau sống. Lyric ở nhà hát hay là công thì nhạc chỉ đang gạt xung cống. Mất cả nhút nhát hay là ngon, tụi tao đã rap mày. Mày chống thì bài cá đóng có thất bại quá đông. Thử coi tao có gạt mày không. BC General G, do you know my drama flow? I saw me, if you say beat rap is hell on earth, I will reborn rap, as born third. I'm on the way to get my glory. Preaching to the top, make a story. Don't forget us, who did you lose? Can't stop in the place, so where will you move? Somebody said, real talk is the best style. Now, it will lose you like a Bible. Once again, this is our year. Fight against us, move forward, you're the Disney. Welcome to my heart, we are white takers. Cực vào bên trong không ba. Điểm chân của tao lớn mạnh khơi màu cho việc của tương lai không xa. Thứ nghệ thuật của tụi mày là biển lớn thì tụi tao là người khơi sống. Vậy mãi mãi là có sự khác biệt cho dù tụi mày muốn chơi giống vậy. Miền Nam ngang dọc dọc ngang chữ si vẫn mãi ở giữa bước chân đồ. Đầu lại ranh giới miền Nam thì miền Nam lớn nhất đã bị ra bên hồ. Và thật tiên đồ của tụi mày muốn vào suối từ sông. Kể cả tư tưởng trường phái đường lối tụi mày gặp sống là xu chuối. Và cho đời phóng tàn một việc gấp qua bao thời đại chống là chui. Trà xin mày những thứ cơ hội mức dạy mày. Cứ nhắm con đường thoải mái bẻ gãy cả kim chỉ nam của la vàng. Mỗi lần tụi tao online mày chỉ biết ấm ức khóc lóc và la làng. Click click tao nóc mày ao và tao bước qua. Mày mày cứ dọn theo trăm trăm tức thì cũng chỉ để rén ra ràng. Vì sao phải coi 2012 là năm của tận thế. Trong khi tu di quanh quanh hồi kết của tụi mày đã quá cận kề. Tôi không là gangster, đừng tỏ ra nguy hiểm. Để nhà trường biết, đừng coi 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 trường viết bài kiểm điểm. Mày đừng vào 083, vì tụi tao không dám ra. Hãy
thường xưa giết chết luôn ngoài đời như sấm trong cơn mưa. Đáp với tốc độ này nhảy của tao đối với mày thì nó cũng đã nhanh hơn chưa, đòi hơn thua cái chưa gì thì mà không có cửa nhà mà không có lửa thì sao mà đòi chiến lại đây. Tao quăng cho tụi mày chút phem lãnh đủ xong rồi biết chăm ngồi chiến cho gì bùng nổ mà con chó chỉ biết cắn chặt răng ngồi nghiến. 083 là nơi của tụi tao, nếu tụi mày cứ thích thì cứ việc bước ra không có tha. Trăm con chó cứ thích thù rồi sổ ông nội của tụi mày đã tới còn không mau quỳ lại rồi bắt ghế cho ông mày ngồi nữa. Mình là hiểu ra mà tôi tin dài dài lắm mà đau anh nó bị tôi vì mà cây bắp là hay lắm là chẳng nhớ phiêu dài ngày cái bọn mày sẽ đi mà quay gấp nhưng thấy lớp mình đã chạy mình đã bậy giờ mình sẽ được thấy nhạc gì là đây giáp theo vì đi gót rồi mét gót mà nó phát cái là xem 3D gót cây sớm đừng mày khiến tao bắt nhạc thở thớm mà nó bóp bóp dòng lớp bóp mà khi học trong lớp bóp cái đồ mày gấp gấp rồi tao tặng cho cái bóp vô mặt là không quên kèm thì cái laptop bộ laptop của mình thích bè đồ kích thích nhưng mà tao đã có nhấn cô nít tôn cười với nhà mày nó bị tao đè cho tao đẹp thấy rồi hiểu lớp tiêu thuyền của người nghe cái tiếng pháp lòng biết ngáp tôi đã biết rap là thành miếng sáp còn mình biết nhắm mắt chứ hôm nay thì ngày mai tôi đã khác mày trả giá để miếng vàng đâu mà vàng mình chấp thứ với cả rap flow với lời vần mình đã thay đổi từ ta mọi chứng tỏ ai nghe nhạc thì cũng đâu biết à cầm mình cho mình cứ nhỏ mắt tụi mày thì chỗ làm cho lố ta cố lấy lì xì rap tôi xưng là bố mà ngố mà cố tao ố thấy kỳ kỳ bao nhiêu tao mà đáp rap mày giờ tao có tóc dày tao gói bánh mì bì thiên thần dù có là chúa rap riết là chẳng cũng thấy đáng thì quỳ. Z Family Production. One more time. 2Z11. We back on the mic. Check on the mic. Let's go. I'm a gangster. Đừng tỏ ra nguy hiểm. Để nhà trường biết. Đừng coi 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 chuyện viết bản kiểm điểm. Mày đừng vào 083. Buồn tụi tao không dám ra. Vì một thân mắt bệnh hay tưởng lây bệnh thiệt là sợ lắm đa. Ding dong, ding dong, nghệ sĩ cà lên tới kìa. Đáng thêm vài năm nữa đi, mày sẽ lên nghệ sĩ nước Mỹ. Ông táo vẫn tao gieo tôi thành đần giao theo như là chống tôi phải sử dụng quần giao xéo tôi đâu cần giao kéo